A Di ngày mùng 2 tháng riêng năm Bính Tý. Thân gửi anh Văn. Thưa anh, đối với anh đã nhầm trọng trách trong nước, những kẻ đạt lời đến anh, át dùng những tiếng xưng hô cực long trọng. Vậy tôi xin anh thứ lỗi đã giữ lời xưng kín đáo thân mật trong buổi gia nan để cùng nhau mừng năm mới và chúc anh vẫn mạnh khỏe để trường thọ và chỉ giáo cho con em. Chúng ta là những kẻ tủi nhục cho nước khi trẻ, mà may mắn hơn nhiều bạn, còn sống đến ngày nay, nhận thấy đất nước thống nhất độc lập. Nhưng lại sợ rằng lớp trẻ, hiện nay là sinh lực của nước, sẽ chóng quên tủi nhục xưa và công lao những người như các anh. Tôi đã có lúc biện luận về điều khác biệt giữa sự thắng ngoại xâm và sự giải phóng đất nước. Nước ta chỉ có hai cuộc giải phóng mà thôi, thời 1416, 1427 với Lê Lợi cùng Nguyễn Trãi, và thời 1945, 1975 với Bác Hồ cùng các anh. Tự nhiên cả hai mặt phải nhờ gắn bó giữa mưu lược lãnh đạo và kiên cường nhân dân. Khi ngoại xâm thì nhân dân ai cũng căm tức và lo sợ cho tương lai, còn trong cuộc giải phóng thì địch đã ở chung với nhân dân lâu trong nước, rồi có thể dùng quyền lợi để chia rẽ và giảm tinh thần nhân dân. Vì vậy, cái cần thiết nhất trong cuộc giải phóng là cái đức của những người lãnh đạo, cái đức để cho địch không tìm cách mua chuộc mình và làm gương cho nhân dân giữ lòng yêu nước. Chính ngày nay, đức tính ấy rất cần đối với những người cầm trọng trách. Chắc rằng các anh vẫn lưu tâm về điểm ấy. Nhưng nhân dân chớ quên công lao những kẻ kia. Điều thứ hai tôi sợ là sự tư lợi ngày nay làm giảm thế khí của cán bộ đối với người ngoài, họ mang tiền vào, có kẻ tưởng người mình vẫn sợ họ như xưa, cho nên họ tìm cách lung lạc. Ví dụ thì được nghe nói rằng có công ty lớn ngoài đầu tư đã không muốn, như ta tưởng, phái sang nước ta làm đại diện, những người gốc Việt mà họ có, vì nhiều duyên cố, nhất là họ sợ mất oai với người Việt. Nước ta nghèo, mới độc lập và thống nhất. Vậy sự bảo thủ đất nước rất khó. Nước lại có nhiều dân tộc thiểu số, tuy tỷ lệ nhỏ, nhưng ở những vùng kinh tế quan trọng ở mé Bắc và mé Tây, và cả tại Trung Châu như Tràm và Khâm Dung. Gương ngoại bang xui khiến hay giúp dập không thiếu, trẻ trên Đông Âu, Tây Á Phi Châu. Tôi nghĩ rằng phải tôn trọng và ứng dụng văn hóa Đại Á Phương và coi đó là văn hóa Việt Nam, đồng hóa chóng về trình độ kiến thức và trà trộn dân tộc trong lúc tuyển chọn cán bộ. Nước Pháp đã giải quyết được vấn đề Brexitos, Overnat, Ancessiens, bắt vờ mà vấn đề Ireland ở Anh vẫn tồn tại. Vấn đề mặt bể và hải phận thì năn nỉ, nhưng phải đưa vào chính sách ngoại giao đối với một tối cường quốc láng giềng. Nhưng dẫu thế nào thì một tiểu hạm đội rất cần, ít ra thì cũng phải giữ an toàn khu du lịch Vịnh Hạ Long. Đối với Lào thì chớ quên rằng cuối đời thuộc Pháp, Lào chỉ gồm vùng Nam Trưởng và Vạn Tượng, sự an toàn đất Việt về mặt Tây dãi nhờ sự ấy. Đối với Khmer thì chắc các anh đã biết đó là lỗ hở của nước ta đối Tây Phương. Phải làm sao cho sự tuyên truyền của họ rằng ta tiếp tục chiếm lấn họ làm nghèo chia, dễ để lấn áp đất chung. Về mặt kinh tế, sự mở cửa cho ngoại quốc đầu tư là một sự dĩ nhiên để dân mình có việc làm, học kỹ thuật, học quản lý, kiến thiết hạ tầng cơ sở, nâng dần đời sống, và nhờ đó báo đáp ít nhiều công lao lãnh đạo và nhân dân. Nhưng các anh cũng đồng ý với tôi thà chịu thiệt thật chút ít bây giờ, chứ không để nợ lớn lâu dài về sau cho con cháu, đến mức không bao giờ trả hết lãi. Cuối cùng, tôi muốn nói qua về vấn đề bom hạt nhân. Pháp vừa tuyên bố ngừng thử, Trung Quốc vẫn thí nghiệm và làm. Nước ta không thể có, nhưng phải nghĩ đến lúc bất ngờ có địch thủ lấy nó để đe dọa mình thì làm sao? Đây không phải là một giả thuyết suông. Trung Quốc hiện nay còn đe dọa Đài Loan nếu xứ này tưởng dựa vào Hoa Kỳ mà tỏ thái độ ly khai. Nếu lục địa lấy bom hạt nhân ra đe dọa, Hoa Kỳ có can thiệp vào nội trị nước khác không? Ngoại giao ta ắt có lúc phải chọn một nước lớn có bom hạt nhân mà Trung Quốc sợ, để trở ngại ý đồ đe dọa của địch. Trên đây chỉ là mấy lời tầm thường tôi xin góp làm vui câu chuyện đầu năm với anh. Xin anh đừng cười là những lời vô trách nhiệm. Nhân ngày Tết, thì xin chúc Tết anh và cả nước, và xin gửi bài khai bút năm nay để biểu lộ lòng riêng. Rằng, 80 may rồi sắp 90. Sức chừng thêm đối tính thêm lưu lưới. Sử nhà bạn cũ ôn không thẹn. Vẫn nước tình sâu mộng sẽ tươi. Văn ngữ thời xưa tìm kiếm gốc. Tinh hoa thủa mới gắng đua người. Tuổi cao nhưng trí còn trai trẻ. Mắt đọc tay biên miệng vẫn cười. Trên đây tôi dùng 5 vần trong bài cảm ơn mừng thọ 80 làm đã 9 năm rồi. Tuổi tác nay đã chân tám mụ ở ái. Đời ta ngắm lại lắm khóc cười. Thương tâm bốn bận binh đau thảm. Ngộng mị nhiều phen hậu vật tươi. Bọn nước hư danh lòng chẳng đợt. Vốn nhà cố giữ trí không lưu lưới. Chi âm chẳng lọ so già trẻ. Xin giải lòng son cảm tạ người. Kính chúc anh và gia quyến trong năm này mọi sự may mắn tốt lành. Hoàng Xuân Hãn.